Tuổi trẻ với những khát khao cháy bỏng, những hoài bão và ước mơ. Tuổi trẻ chính là khoảng thời gian tươi đẹp để kiếm tìm bản thân, nhận ra con đường tương lai dành cho chính mình. Nhưng tuổi trẻ cũng là nguồn cơn dẫn đến những sai lầm. Chỉ cần một nhận định lệch lạc, linh hồn thuần khiết ấy sẽ bị bôi đen, sẵn sàng bán rẻ cho quỷ dữ. Để bảo vệ cho những linh hồn ấy, các life mang của chúng ta sẽ làm như thế nào? Chào mừng các bạn đã đến với RTK Media. Hôm nay, chúng mình sẽ review về một bộ Super Sentai khá lâu đời nhưng cũng rất đáng xem, đó là Choju Sentai Lifeman. Trước khi tìm hiểu về cốt truyện, chúng ta sẽ tiến tới một vài thông tin cơ bản của series này. Choju Sentai Lifeman, tạm dịch là Chiến đội siêu thú Lifeman, là Super Sentai series thứ 12 của Toei, được chiếu trên TV Asahi từ ngày 26 tháng 2 năm 1988 tới ngày 17 tháng 2 năm 1989. Đây đồng thời là series Super Sentai đầu tiên mang motif động vật. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cốt truyện của series này nhé. Câu chuyện bắt đầu tại hòn đảo Academia, hòn đảo dành cho những học sinh ưu tú được chọn bởi Liên Hợp Quốc, nghiên cứu về khoa học tiên tiến do giáo sư Hoshi chỉ dạy để gây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Tại đây, họ đang nghiên cứu để đưa chiến hạm Academia ra ngoài không gian, phục vụ và giúp ích cho đời sống của con người. Thế nhưng, do bất đồng quan điểm, ba học sinh đã bỏ đi và gia nhập quân đoàn Volt, dẫn đầu bởi giáo sư Bias. Năm sinh viên gồm Yusuke, Joe, Megumi, Mari và Takuchi vô tình phát hiện, đã đuổi theo để ngăn chặn. Nhưng một trong số ba người phản bội là Shikigata đã rút súng bắn chết Takuchi và Mari. Ôm mối hận và nỗi đau, Yusuke, Joe và Megumi đã chế tạo ra thiết bị biến thân Lifeman để quyết chiến với nhóm Shikigata. Hai năm sau, nhóm của Shikigata trở thành những thiên tài xấu xa, quay lại đảo Academia, đem theo quân đoàn Volt, phá hủy và giết hại tất cả những người tại học viện. Cảm phẫn trước những hành động ấy, Yusuke, Joe, Megumi đã trở thành Lifeman, chiến đấu và ngăn chặn những ý đồ xấu xa của Volt đối với nhân loại. Thế nhưng, quân đoàn Volt đã áp đảo họ hoàn toàn, khiến các Lifeman lâm vào tình cảnh lao đao, buộc phải rút lui. Các chiến binh đã phát hiện ra giáo sư Hoshi vẫn còn sống. Nhờ giáo sư, các Lifeman tìm thấy căn cứ bí mật mà ngài đã tạo ra. Thế rồi, sự tàn nhẫn của bộ ba học trò cũ vẫn chưa dừng lại ở đó. Bọn chúng đã ra tay khiến giáo sư phải bỏ mạng, biến đảo Academia trở thành một hòn đảo hoang vu, chỉ còn lại là đống tro tàn, máu và nước mắt. Nhờ sự dẫn dắt của vị giáo sư quá cố, các Lifeman đã đến được căn cứ bí mật. Và rồi, hành trình bảo vệ nhân loại cùng tâm hồn thuần khiết của tuổi trẻ chính thức bắt đầu tại đây. Quá trình dẫn dắt câu chuyện trong Lifeman có hơi hướng dài dòng và tạo cảm giác mệt mỏi. Mở đầu phim là khung cảnh yên bình của một học viện đầy đủ đa sắc tộc. Chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy sự đầu tư về môi trường làm việc khoa học kỹ thuật, những con người của trí tuệ. Tuy nhiên, sự dẫn dắt đến quá trình hình thành của phe phản diện có phần hơi nhanh và vội vã. Chúng ta không thể hiểu rõ vì đâu mà họ quyết định đi theo cái ác. Về sau, khi quân đoàn Volt quay trở lại Academia để phá hủy, thì tình tiết lại tập trung khai thác quá nhiều về việc hòn đảo Academia bị nhấn chìm trong biển lửa. Khung cảnh ám ảnh nhất đối với mình khi đó có lẽ là con tàu vũ trụ đang cất cánh đột ngột thì nổ tung trên bầu trời, tựa như một tương lai tươi sáng đã bị phá hủy bởi những thế lực đen tối nhất. Cảnh tượng này là một điểm nhấn hoàn hảo cho bất kỳ ai bắt đầu theo dõi bộ phim. Để nhận xét về cốt truyện, Lifeman có thể coi là một bộ sentai gây ấn tượng mạnh ở thời Showa. Chúng ta có một hòn đảo Academia xinh đẹp thanh bình, hội tụ những thiên tài khoa học, những con người dày công nghiên cứu tìm kiếm cách giúp cho trái đất trở nên tốt đẹp hơn, và cũng có những người sẵn sàng vì mục đích lớn hơn mà từ bỏ nhân tính. Một điểm hấp dẫn đó chính là các chiến binh của chúng ta tự tạo ra thiết bị biến thân cho mình dựa vào trí tuệ và khoa học. Lifeman chứa đựng rất nhiều điều thú vị, nhưng đòi hỏi người xem phải kiên nhẫn và chiêm nghiệm để cảm thụ được ý nghĩa mà bộ phim muốn truyền tải. Phim nổi bật bởi tuyến phản diện, nên xuyên suốt Lifeman là những màn đấu đá giữa các thiên tài khoa học. Để tìm một điểm tươi sáng trong bộ phim này thì thực sự khá là khó. Phim có một cốt truyện nặng nề vì còn ảnh hưởng khá nhiều bởi chiến tranh, nên những yếu tố bạo lực, kinh dị xuất hiện dày đặc và hầu như xuyên suốt. Điều này phần nào giải thích lý do vì sao mà rating của Sentai giảm đi một cách đáng kể. Dù những yếu tố hài hước, bi thương, tình yêu lãng mạn đều có trong Lifeman, nhưng yếu tố kinh dị, máu me lại lấn át hơn. Phim cũng có nhiều tập thừa, khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, Lifeman lại có cho mình một plot twist rất hay ho, đáng để theo dõi. Phim truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa, có thể cảm nhận qua lăng kính riêng của mỗi khán giả, nhưng chung nhất vẫn là tình bạn cao đẹp, luôn nhớ đến nhau dù ở nơi đâu. Đồng thời ngợi ca tuổi trẻ chính là điều tuyệt vời nhất mà ai cũng muốn giữ mãi. Nhưng nếu không được định hướng đúng cách,
sẽ dễ sa lầy vào con đường tội lỗi, không có lối thoát như những người bạn của nhóm Lifeman. Những quyết định của họ đã khiến cho Lifeman phải đặt ra một câu hỏi lớn: các bạn sao lại làm như vậy? Các chiến binh của chúng ta ngoài bảo vệ hòa bình cho thế giới, trả thù cho những người nằm lại ở Academia, còn kéo những người bạn đã đi theo tà ác của mình quay trở lại đúng với bản chất lương thiện vốn có của họ. Tiệu chung lại, dù còn tồn đọng những thiếu sót, nhưng Lifeman vẫn là một bộ phim hay ở thời Showa. Tiếp theo, chúng mình sẽ điểm mặt dàn nhân vật tiêu biểu của phim. Đầu tiên là Amamiya Yusuke, Red Falcon, là đội trưởng của nhóm Lifeman. Yusuke là một người quả cảm, cương trực, nhân hậu, biết quan tâm đến bạn bè xung quanh. Anh là người tận tâm, luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động. Yusuke đồng thời là người có nội tâm sâu sắc, hay trầm tư suy nghĩ về những điều đã qua, về những người bạn cũ ở Academia. Anh từng đem lòng yêu mến Mazenda nhưng bị cô nàng từ chối. Sự phát triển nhân vật của Yusuke trong suốt cả bộ phim không có điểm gì đặc biệt, nếu không nói là thiếu điểm nhấn. Có lẽ vì đã có sẵn cho mình những đức tính tốt và tư chất nhóm trưởng, nên Yusuke không bộc lộ được quá nhiều tính cách của mình chăng? Tiếp theo là Misaki Megumi, Blue Dolphin. Megumi là một cô gái thông minh, xinh đẹp, trong sáng, thánh thiện, đa sầu đa cảm. Cô là chất keo kết dính cả nhóm. Vì là thành viên nữ duy nhất trong đội, nên cô rất mực được yêu ái. Trong tất cả các thành viên, Megumi là người thấu cảm nhất. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau trong câu chuyện của mọi người, thậm chí là cả phe phản diện. Nhờ tấm lòng bao dung, Megumi đã dang rộng đôi tay, che chở và kéo họ ra khỏi nỗi thống khổ. Nhưng cũng vì quá cảm tính, một vài pha xử lý tình huống của Megumi có thể khiến khán giả hơi khó chịu. Tiếp theo là Oharajo, Yellow Lion. Là một người năng nổ, hoạt bát, hơi nhí nhố và có sở thích trượt ván, tán gái, chọc ghẹo Megumi. Tuy nhìn bề nổi là vậy, nhưng Joe lại là một người có nội tâm phong phú, sâu sắc, sống vì người khác. Cậu sẵn sàng lao vào biển lửa để cứu bạn bè, cho dù họ đã từng phạm phải sai lầm. Joe cũng là người dính vào rắc rối tình ái nhiều nhất, khi vấp phải lưới tình với Ray, bản sao tính người của Mazenda, hay cô em gái đem lòng yêu anh đến từ tương lai. Nhưng vì khoảng cách thời gian nên hai người không thể ở bên nhau. Mình cảm thấy Joe có phần hơi tội nghiệp vì liên tục bị vướng vào những rắc rối tình cảm, cũng như sự tốt bụng của anh khiến anh nhiều lần bị lũ bạn xấu xa bán đứng. Nhưng Joe không bao giờ gục ngã, anh luôn đứng lên sau tất cả những nỗi đau, tự rút ra cho mình những bài học và rồi trở nên mạnh mẽ, lý trí hơn. Sau khi trận chiến kết thúc, Joe tiếp tục hành trình giữ gìn tâm hồn thuần khiết của tuổi trẻ, cũng như quay trở lại trong Gokaiger tập 30, giúp cho Joe, Gokai Blue tìm được cách giải thoát cho Shido Senpai. Hai thành viên gia nhập trễ hơn trong nhóm là cặp anh em Yano Tetsuya, Black Bison và Aikawa Junichi, Green Sai. Yano Tetsuya là em trai của người bạn quá cố Yano Takuji đã bị Kenji bắn chết khi đang truy đuổi theo họ. Luôn đau đớn nỗi đau mất đi người thân, vì muốn trả thù, anh đã giúp đỡ Lifeman và sau đó gia nhập vào đội để trở thành chiến binh thực thụ. Tetsuya có tính tình khô khan, hay cáu gắt và tự thu mình. Về phần Aikawa Junichi, cậu là em trai của Aikawa Mari và là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm Lifeman. Cậu vẫn còn đang là học sinh, nhưng vì để trả thù cho chị gái mình nên đã tạm gác lại việc học hành. Cậu được Tetsuya nhận làm em nuôi vì cả hai đều chịu chung nỗi đau mất đi người thân. Junichi được xây dựng là một cậu em trai đúng nghĩa chầu tre, năng động, nghịch ngợm. Bởi hai nhân vật này xuất hiện khá trễ trong phim, nên chúng mình chỉ giới thiệu sơ lược một vài thông tin cơ bản. Các bạn có thể tìm xem Lifeman để khám phá rõ hơn về hai người họ nhé. Tiếp theo là thế lực phản diện. Quân đoàn Volt dẫn đầu bởi đại giáo sư Bias cùng hộ vệ thân cận Gash. Trước khi các sự kiện trong series diễn ra, Bias đã gửi lời mời gia nhập Volt cho các thiên tài trẻ tuổi, dụ dỗ họ bán linh hồn cho quỷ dữ, trở thành học trò của mình để có thể đạt tới đỉnh cao của trí tuệ. Những người trẻ sau khi gia nhập Volt đã từ bỏ tên gọi cũ, nhận danh hiệu tiến sĩ và tên gọi mới cho bản thân, như để gạt bỏ đi quá khứ. Bias có 4 người học trò chính, tranh đấu với nhau để đạt 1.000 điểm, cùng sự công nhận danh xưng thiên tài đích thực từ người thầy của mình. Nếu như giải chính diện có phần hơi nhạt nhòa, thì phản diện, cụ thể là 4 người học trò, lại được thể hiện cực kỳ xuất sắc. Giờ ta cùng nhau khám phá nhé! Đầu tiên, Shigata Kenji, Dr. Kemp, là một trong 3 người bạn cũ đã phản bội và đi theo chân Bias. Kemp cũng chính là người đã rút súng bắn chết Mari và Yano. Hắn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, tự biến bản thân trở thành một con thú,
với tên gọi Mỹ Thù Camp. Trong dàn học trò của Bias, Camp là người được giáo sư đại tài trọng dụng và kỳ vọng nhất. Hắn luôn quan niệm rằng bản thân sẽ tạo được một kỳ tích về sự hoàn mỹ và vĩnh cửu, một ước mơ thượng đẳng, trái với lẽ tự nhiên. Khi còn là học viên tại Academia, Camp đã tỏ ra là người bề trên, khinh thường các bạn bè đồng trang lứa. Hắn luôn muốn thể hiện sự thông thái, thiên tài. Để biến mình trở thành một mỹ thú hoàn hảo hơn, Camp đã ngủ đông trong một vỏ sò dưới đáy biển. Tác dụng phụ của phương pháp này đã khiến Camp quay lại như thời chưa gia nhập Volt. Megumi đã nhận ra và muốn giúp tình cảm để cảm hóa anh. Thế nhưng sau cùng, bản chất của Camp không hề lương thiện và thuần khiết. Hắn không biết tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống, luôn nhìn mọi thứ ở góc độ khoa học. Ngoài ra, hắn còn không biết nói lời cảm ơn, không biết thông cảm, xót xa và không hiểu thế nào là giúp đỡ. Với một nhân sinh quan đã bị méo mó, Camp nghiễm nhiên trở thành công cụ mà Bias dễ dàng điều khiển. Chính vì sự thượng đẳng, luôn muốn thể hiện mình đã khiến cho kết cục của Camp trở nên đáng thương và đáng trách. Tiếp theo là Sendai Rui, Dr. Mazenda. Nhận được lời mời của Bias gia nhập vào quân đoàn Volt, Sendai Rui đã từ bỏ tính người, biến bản thân trở thành cỗ máy sinh học và tự xưng mình là Dr. Mazenda. Mazenda đã nhiều lần gây khó dễ cho Lifeman, nhất là Megumi. À có một nhan sắc mặn mà, hiện đại và cá tính, trái ngược với vẻ đẹp trong trẻo, thánh thiện của Megumi. À luôn coi thường tình cảm, chỉ muốn mãi cống hiến cho cái gọi là khoa học chân chính. Trong quá khứ, Sendai Rui đã thẳng thắn từ chối lời tỏ tình của Yusuke vì cho rằng tình cảm sẽ chẳng giúp được gì mà chỉ gây cản trở đến khoa học. Chính vì không tin vào tình cảm, à ta hay có những kế hoạch đùa giỡn với trái tim của đàn ông, biến họ trở thành công cụ phục vụ cho mục đích của ả. Tuy đã tách bỏ tính người ra khỏi cơ thể, nhưng ả ta vẫn giữ lại nó và tạo ra một bản sao tên là Ray, trong sáng và lương thiện. Mục đích ban đầu là để dùng sự thánh thiện ấy đi tiêu diệt Lifeman. Thế nhưng, bản sao đã đem lòng cảm mến Joe và phản bội Mazenda. Khi tiêu diệt bản sao Ray, những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt Mazenda, như thể rằng tận sâu trong tâm khảm, tính người vẫn còn tồn tại trong ả ta. Trong số những tên phản diện làm việc cho Bias, Mazenda là người đầu tiên bộc lộ sự hoài nghi vì giáo sư đại tài và thể hiện bản tính con người sớm nhất. Tuy nhiên, vì đã quá trễ để có thể quay đầu mà Mazenda đã quyết định hy sinh cùng lời khích lệ cô sớm hoàn lương. Nối tiếp là Omurago, Dr. Obler. Khác với Cam, kẻ cường hóa sức mạnh bản thân nhưng vẫn giữ lại hết nét con người, Obler đã chọn cách biến mình trở thành một con quái vật đúng nghĩa. Hắn ta cho rằng thật là một sự sỉ nhục khi những kẻ muốn tiêu diệt nhân loại vẫn mang hình dáng của con người yếu ớt. Xuyên suốt phim, ta luôn nhận ra được thái độ khinh thường con người và chối bỏ gốc gác đến từ tên quái vật Obler này. Tuy vậy, về sau trong tập 19, quá khứ về tuổi thơ bất hạnh của Omurago dần được hé lộ. Từ nhỏ, Go đã bị áp lực học tập và kỳ vọng của cha mẹ đè nặng. Điều này vô tình biến hắn trở thành một kẻ hiếu thắng, muốn trở thành người giỏi nhất để được công nhận. Ban đầu, Bias không hề mời Go tham dự Volt, mà chỉ gửi cho hai người bạn Kenji và Rui. Nhưng vì không muốn bị thua kém bạn bè, Go đã tuyệt vọng gửi thư cho Bias, cầu xin ông nhận mình làm học trò để có thể nhận được sự công nhận từ vị giáo sư này. Sau nhiều thất bại dưới danh phận Dr. Obler, Go đã bị Camp, Mazenda và Ashura khinh thường, thậm chí còn bị giáo sư Bias từ mặt. Khi nhìn thấy mẹ của mình bị quái thú của Volt tấn công, phần con người của Go đã thức tỉnh. Cậu đỡ đòn hộ mẹ và bị trọng thương. Đòn đánh đó đã đưa Go quay trở lại làm người, nhưng là một Omurago thẫn thờ, mất hết trí nhớ, kiệt quệ hoàn toàn cả về thể lực lẫn trí lực. Tuy vậy, đây cũng là lần đầu tiên anh không chịu áp lực suốt cả thời tuổi trẻ. Sau cùng, Arashi Bushijima, Dr. Ashura. Xuất hiện trễ hơn so với ba người còn lại, Arashi Bushijima là một tay giang hồ đần độn khi hắn còn không thể thực hiện phép tính cộng ngoài phạm vi 10. Tuy vậy, thể lực của Arashi thực sự kinh ngạc khi một mình có thể khống chế một con quái thú Volt. Ấn tượng với điều đó, Bias đã quyết định bắt cóc Arashi về, biến hắn thành Dr. Ashura, một thiên tài nhân tạo. Bias hy vọng với thể lực kinh hoàng cùng bản tính hung dữ nóng nảy của một cựu giang hồ, kết hợp với trí thông minh thiên tài mà ông ban cho, Dr. Ashura có thể gây khó dễ cho nhóm Lifeman cũng như khiến cuộc tranh đấu trở nên hấp dẫn hơn. Và quả đúng là như vậy. Thời gian đầu, với kỹ thuật phân thân Cyber Bunshin, Ashura đã khiến cho Yusuke suýt nữa mất mạng. Song càng về sau, Ashura lại có phần lép vế hơn với những đối thủ còn lại khi hắn không có phát triển gì thêm. Sau khi phát hiện bí mật động trời của Bias,
Ashura đã bị tên đại giáo sư này trừng phạt bằng cách từ mặt, biến hắn quay lại trở thành thằng đần Arashi Bushijima trước đây. Trải qua cuộc đời lên bọc xuống trầm, Arashi có vẻ là nạn nhân tội nghiệp nhất của Bias. Do quá uất hận, đồng thời chứng kiến nhóm Lifeman thất thủ trước những con quái thú mạnh nhất vô từng tạo ra, Arashi đã cài hết thuốc nổ vào người, một mình kéo theo con quái thú và tự vẫn. Hành động của hắn như muốn cho Bias thấy, ngay cả một tên đần như hắn cũng có thể phá kế hoạch của một người tự xưng là đại giáo sư. Nếu đặt hai tuyến nhân vật chính diện và phản diện lên bàn cân để so sánh, thì phe phản diện có vẻ nhỉnh hơn. Quá trình hình thành nhân vật lẫn sự phát triển về sau đều gây ấn tượng tốt, ngay cả biểu cảm gương mặt đến việc xây dựng nhân vật, những rằng xé trong nội tâm. Tuy bộ phim không chú trọng về tuyến phản diện, nhưng các Doctor vẫn gây được sự chú ý và thậm chí là có phần vượt trội hơn các Lifeman. Bởi tuyến chính diện được xây dựng quá kiểu mẫu nên không có quá nhiều điều để nói, và việc xuất hiện muộn màng của hai thành viên Black và Green khiến họ không có nhiều đất diễn để thể hiện như đàn anh đàn chị. Nguyên nhân có thể tới từ việc phe phản diện được biên kịch ưu ái hơn, hoặc chính bởi các diễn viên phe chính diện chưa làm tốt vai trò của mình. Giờ chúng ta sẽ nhận xét đến phần âm nhạc. Các khúc mở đầu Choju Sentai Lifeman với sự thể hiện của Daisuke Shima, với chất giọng trầm, to và vang, truyền tải trọn vẹn tinh thần của Lifeman. Vì là một bộ phim đã cũ nên soundtrack của Lifeman có phần khá đơn điệu, không có nhiều điều mới lạ, cũng như có khá nhiều âm thanh mang tính chất kinh dị. Còn ca khúc ending Live to Tomorrow thể hiện ý chí luôn tiến lên của Lifeman. Khác hẳn với những ca khúc sôi động cùng với điệu nhảy dễ thương như các bộ Sentai hiện tại, ending của Lifeman chất chứa nhiều u buồn và tâm sự hơn. Có lẽ vì tính chất của bộ phim thời Showa vốn mang đầy những điều u tối, do vậy đây cũng là điểm nhấn đặc trưng của series này. Tuổi trẻ thật nhiều sức sống, nhưng cũng dễ phạm phải sai lầm. Công cuộc chiến đấu của các Lifeman không chỉ dừng lại khi đoàn quân Volt bị tiêu diệt, mà còn bền bỉ trong suốt hơn 20 năm. Trong Gokaiger, chúng ta được thấy một trong các thành viên Lifeman là Yellow Lion, Ohara Joe, đã trở lại ở Học viện Academia, trở thành giáo viên, dẫn dắt thế hệ trẻ để họ không lạc lối như những người bạn cũ khi xưa. Trên đây là bài review của chúng mình về Choju Sentai Lifeman, một bộ phim xưa cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời, ngợi ca tuổi trẻ, tình bạn, cuộc sống và những khát khao, với những bài học ý nghĩa chắc chắn sẽ đem lại cho khán giả những giây phút lắng đọng. Còn các bạn nghĩ sao về bộ phim này? Hãy để lại cảm nhận ở phần comment để chúng ta cùng bàn luận nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!